Chiều tối nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Bulgari Rosen Dimitrov Zelenskov đang thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, thủy chung, son sắt và hợp tác nhiều mặt với Bulgari, luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu của Bulgari dành cho Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước. Cho rằng hai nền kinh tế còn nhiều dư địa hợp tác và có thể bổ trợ cho nhau, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 500 triệu đô la Mỹ một năm, thúc đẩy tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước hợp tác, đầu tư vào mỗi bên. Thủ tướng đề nghị Bulgaria thúc đẩy Ủy ban châu Âu gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam. Cảm ơn Quốc hội Bulgaria đã phê chuẩn hiệp định EVIPA, đồng thời đề nghị Bulgaria thúc đẩy các nước thành viên EU sớm phê chuẩn hiệp định này. Chủ tịch Quốc hội Bulgaria chúc mừng Việt Nam tiếp tục đạt được những thành tựu ấn tượng về phát triển kinh tế xã hội dù thế giới gặp nhiều khó khăn và vai trò ngày càng cao trên trường quốc tế, khẳng định Bulgaria coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng tại ASEAN, mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với Việt Nam nhằm phát huy tối đa tiềm năng to lớn giữa hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Bulgaria đã giúp đào tạo hàng vạn cán bộ, sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam, đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch, dược phẩm, công nghiệp công nghệ cao và sớm ký hiệp định cấp chính phủ để tạo thuận lợi trong hợp tác lao động, nhất là về y tế, xây dựng, may mặc, nông nghiệp. Thủ tướng cũng cảm ơn và đề nghị Bulgaria tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria. Thưa quý vị, chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Dimitrov Zelenskov nhân dịp thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Rosen Dimitrov Zelenskov và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cộng hòa Bulgaria ngay vào đầu năm mới 2024, thể hiện sự tin cậy chính trị cao của Bulgaria đối với Việt Nam. Chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm là động lực thúc đẩy mạnh mẽ các chuyến thăm cấp cao, cấp đoàn giữa hai nước trong thời gian tới. Nêu rõ Bulgaria là nước sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ năm 1955. Đến nay, quan hệ hai nước đã có bước phát triển tốt đẹp và tiến đến kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Bulgaria, luôn ghi nhớ sự giúp đỡ, ủng hộ của Bulgaria đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và xây dựng phát triển đất nước hiện nay. Việc Bulgaria ủng hộ phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu EVFTA cũng như Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EVIPA đã góp phần quan trọng cho doanh nghiệp hai nước có dư địa đầu tư phát triển, mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội Rosen Dimitrov Zelenskov tin tưởng chuyến thăm Việt Nam là dấu hiệu tốt đẹp cho mối quan hệ chính trị giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Rosen Dimitrov Zelenskov đề nghị hai nước thúc đẩy lĩnh vực giáo dục, lao động, bày tỏ tin tưởng dịp kỷ niệm 75 năm quan hệ hợp tác là cơ hội phát triển quan hệ giữa hai nước. Trước đó, vào sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Dimitrov Zelenskov và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bulgaria thăm chính thức Việt Nam. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội hai nước đã tiến hành hội đàm. Hoan nghênh kế hoạch trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Việt Nam đang tích cực chuẩn bị đón Tổng thống Bulgaria thăm Việt Nam trong năm nay, cho rằng những chuyến thăm như vậy thể hiện quyết tâm và hành động của lãnh đạo cấp cao hai bên, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống có bề dày lịch sử gần 75 năm. Bulgaria là một trong 10 nước đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Bulgaria khẳng định Việt Nam là đối tác hàng đầu của Bulgaria. Bulgaria sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, hướng tới các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh. Hai bên cùng đánh giá cao ý nghĩa của Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-Liên minh châu Âu EVIPA. Hai bên cùng cho rằng hợp tác quốc phòng an ninh giữa hai nước trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực và cần tiếp tục thúc đẩy phát triển hợp tác trong lĩnh vực này trong thời gian tới. Trong lĩnh vực an ninh, Bộ Công an hai nước cũng hợp tác rất chặt chẽ chống tin tặc, tội phạm công nghệ cao, v.v. Hai chủ tịch cùng thống nhất đánh giá quan hệ giữa quốc hội hai nước thời gian qua không ngừng phát triển, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Hai bên tiếp tục thúc đẩy triển khai nhanh chóng, tích cực, có hiệu quả bản ghi nhớ hợp tác mới giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Bulgaria được ký kết tháng 9 năm 2023. Ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Dimitrov Zelenskov đã có cuộc gặp gỡ với các cơ quan thông tấn báo chí hai nước.
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng, Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 1 năm 2024. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cùng dự có lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương sự nỗ lực và kết quả đạt được của ngành ngân hàng trong năm 2023, đóng góp quan trọng vào thành quả chung của đất nước trong bối cảnh tình hình gặp nhiều khó khăn, thách thức. Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại như tín dụng tăng trưởng còn chậm và không đồng đều giữa các tổ chức tín dụng, còn dồn vào thời điểm cuối năm, việc điều hành tín dụng đôi khi còn bị động, cần kịp thời hơn nữa, bao gồm cả việc cấp hạn mức tăng tín dụng. Việc ban hành một số cơ chế, chính sách tín dụng còn hơi cứng nhắc, chưa thực sự sát tình hình như một số điều kiện, điều khoản trong thông tư 06. Hoạt động của các tổ chức tín dụng vẫn còn có nhiều rủi ro, còn sở hữu chéo và còn biểu hiện thiếu an toàn. Cùng với đó, công tác thanh tra giám sát ngân hàng chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước, chưa kịp thời phát hiện các rủi ro sai phạm để có các biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời vi phạm. Cá biệt có một số cán bộ thanh tra vi phạm trong thi hành công vụ vừa qua được phát hiện qua công tác điều tra của các cơ quan chức năng. Năm 2024, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và toàn ngành ngân hàng cần bám sát các kết luận, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, cụ thể hóa để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể năm 2024 với chủ đề kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững. Cơ bản đồng ý các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của ngành ngân hàng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ngân hàng tiếp tục theo dõi sát diễn biến, tình hình kinh tế trong nước và quốc tế để có phản ứng chính sách kịp thời, tiếp tục triển khai quyết liệt hiệu quả các giải pháp tín dụng để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tiếp tục triển khai quyết liệt đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong hoạt động ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt và mở rộng hệ sinh thái số để đáp ứng kịp thời các nhu cầu của nền kinh tế, tập trung rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý. Để thúc đẩy hoạt động tiền tệ, ngân hàng phát triển an toàn, lành mạnh, thông suốt, bền vững, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và bắt kịp với xu thế chuẩn mực, thông lệ quốc tế. Đối với các tổ chức tín dụng, hiệp hội ngân hàng, Thủ tướng đề nghị sớm bắt tay vào công việc ngay từ đầu năm, rà soát các điều kiện tín dụng linh hoạt hơn, sát tình hình, nghiêm túc thực hiện, tuân thủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, đảm bảo kinh doanh hiệu quả, an toàn vì doanh nghiệp, người dân và cộng đồng. Còn trong chiều nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành dầu khí. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng, thành viên Hội đồng thành viên Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Năm 2023, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của PVN đều hoàn thành vượt mức kế hoạch. Một số chỉ tiêu trọng yếu tăng trưởng cao so với năm 2022, trong đó trữ lượng dầu khí hoàn thành kế hoạch cả năm trước 1 tháng 10 ngày đạt 13 triệu tấn, vượt 8,3% kế hoạch năm. Sản lượng điện năm 2023 toàn tập đoàn đạt trên 23 tỷ kWh, tăng 31% so với năm 2022. PVN đã huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, đưa vào vận hành nhà máy điện Thái Bình 2 đúng thời điểm nhu cầu phụ tải điện cả nước tăng cao cuối tháng 4 đến tháng 6 năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh những đóng góp của tập đoàn PVN trong việc giữ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh năng lượng, an sinh xã hội, cũng như đóng góp cho nguồn thu ngân sách, thu hút nguồn vốn đầu tư, khẳng định vị thế đất nước qua các hoạt động đối ngoại là rất lớn. Trước nhiệm vụ nặng nề đặt ra trong năm 2024 với nhiều khó khăn, thử thách, Thủ tướng Chính phủ lưu ý Tập đoàn Dầu khí Việt Nam không chủ quan lơ là, không say sưa với thắng lợi của năm 2023 để tiếp tục bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm trong quản lý điều hành, nỗ lực vượt khó hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Ngoài ra, tập đoàn cần tiếp tục phối hợp với các bộ ngành giữ vững khẳng định độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ trên Biển Đông. Đồng tình với những mục tiêu giải pháp trọng tâm tập đoàn đặt ra cho năm 2024, Thủ tướng Chính phủ lưu ý tập đoàn tăng cường đầu tư phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo gắn chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, đổi mới tư duy, đặt ra tầm nhìn chiến lược, huy động sức mạnh tổng hợp, ứng dụng khoa học công nghệ, tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng, xử lý các dự án kéo dài trong nhiều năm như nhà máy lọc dầu Nghi Xuân, nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Ngoài ra, trong chỉ đạo điều hành, tập đoàn cần ứng dụng chuyển đổi số, thực hiện quản trị thông minh, phân cấp, phân quyền nhiều hơn,
đi đôi với phân bổ nguồn lực, giảm thủ tục hành chính, tăng cường giám sát kiểm tra, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí trong bộ máy, phát huy tính tự lực tự cường, đi lên từ bàn tay khối óc của mỗi con người để thực hiện sứ mệnh của người đi tìm lửa. Chiều nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 29. Sau phiên khai mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết một số cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Tại dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Chính phủ trình Quốc hội quyết định 8 cơ chế chính sách đặc thù. Đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với các chính sách được nêu trong dự thảo nghị quyết. Cho ý kiến liên quan đến chính sách 4 về sử dụng ngân sách nhà nước trong trường hợp giao chủ dự án phát triển sản xuất tự thực hiện việc mua sắm hàng hóa, phục vụ hoạt động phát triển sản xuất, một số đại biểu đề nghị cần quy định rõ ràng hơn. Đối với các cái dự án cần có hỗ trợ, tức là người ta rất khó khăn thì người ta mới cần có hỗ trợ. Nhưng mà chúng ta lại quy định là phải ứng trước, ra mua và có đầy đủ hóa đơn để chứng minh thì lúc đó mới được quyết toán và cấp cái kinh phí hỗ trợ. Thì cũng đề nghị là xem cái việc quy định như vậy thì nó có tính khả thi không. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý cơ chế chính sách đặc thù nhưng không được trái với những chủ trương đường lối của Đảng, phải phù hợp với hiến pháp, các thỏa thuận quốc tế. Đối với việc phân cấp cho cấp huyện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp tục làm rõ hơn nữa trong hồ sơ trình Quốc hội xem xét, quyết định. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch, Công chính phải tham mưu cho Chính phủ và Thường vụ. Nếu như cái phân cấp cho cấp huyện mà hiện nay nó không phát huy tác dụng ngay mà cũng không giúp ích gì cho cái quá trình xây dựng cái nội dung chương trình của thời gian tới, thì ta sẽ để quy định ở trong cái nghị quyết của Quốc hội mà khi phê chuẩn các cái chương trình mục tiêu quốc gia của giai đoạn tới. Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ phối hợp với cơ quan thẩm tra hoàn chỉnh hồ sơ, chỉnh lý dự thảo nghị quyết bảo đảm chất lượng, đề nghị Hội đồng Dân tộc tổ chức phiên thẩm tra chính thức về nội dung này để kịp trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 tới. Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15. Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, tại phiên họp thứ 28, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định 4 nội dung tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, gồm xem xét thông qua dự án luật đất đai sửa đổi, xem xét thông qua thảo luận các tổ chức tín dụng sửa đổi, xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và xem xét quyết định một số vấn đề cấp bách về tài chính ngân sách nhà nước. Kỳ họp bất thường lần thứ 5 dự kiến khai mạc vào ngày 15 tháng 1 năm 2024 và bế mạc vào ngày 18 tháng 1 năm 2024, trong đó có bố trí thời gian nghỉ một ngày để các cơ quan có thời gian tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết trước khi chính Quốc hội thông qua tại phiên bế mạc. Căn cứ quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và nghị quyết kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Quốc hội sẽ xem xét thông qua dự án luật đất đai sửa đổi và dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chiều nay, Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, toàn hệ thống học viện được diễn ra tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì hội nghị. Năm 2023, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì xây dựng nội dung chương trình và phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức thành công 3 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, 1 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa 13, 3 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 2 chương trình trao đổi chuyên đề dành cho cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào. Toàn hệ thống học viện đã tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, bên cạnh việc ghi nhận biểu dương đánh giá cao những thành tựu mà học viện đạt được, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm hạn chế còn tồn tại trong năm 2023. Về những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, đồng chí nhấn mạnh Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo cán bộ một cách hệ thống, toàn diện nhưng đi vào trọng tâm, trọng điểm.
phát triển các chương trình mới dành cho những đối tượng dự học cụ thể phù hợp, tiếp tục phát huy kỷ cương văn hóa trường đảng từ giảng viên tới học viên nhằm kịch liệt đấu tranh với những luận điệu sai trái với quan điểm chỉ đạo của Đảng, nghiên cứu phát triển vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực.